hội chứng khổng lồ. Ngay sửa ngày xưa, có một hoàng tử nhỏ tên là Alan rất thích khám phá khu rừng. Một ngày nọ, khi đang đi bộ qua khu rừng, cậu tình cờ gặp một quả trứng lạ. Nó có màu vàng lấp lánh, đã vậy còn rất to và có những biểu tượng kỳ lạ được khắc trên vỏ. Alan chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống như nó trước đây. Cậu cẩn thận nhặt nó lên và xem xét nó. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là trứng rồng không? Cậu đã nghe những câu chuyện về rồng, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy một con nào cả. Alan quyết định mang quả trứng về lâu đài của mình. Anh muốn cho hoàng hậu, mẹ mình xem nó. Khi đến lâu đài, anh lập tức đến phòng của bà. Mẹ ơi, cậu rối rít, con đã tìm thấy một thứ tuyệt vời trong rừng. Cậu đưa quả trứng cho mẹ mình. Hoàng hậu cũng mặc nhiên như Alan. Alan hỏi bà về nghi ngờ của mình, với sự hiểu biết về thế giới sinh vật của mình. Bà khẳng định, quả trứng này có khả năng nhiều là trứng rồng, hoàng hậu nói. Nhưng con định làm gì với nó đây, hoàng tử của ta? Con nghĩ chúng ta nên ấp nó, Alan đáp. Con muốn thấy một chú rồng, thưa hoàng hậu. Hoàng hậu đồng ý, và họ đặt quả trứng vào một căn phòng ấm áp. Họ đợi và đợi, nhưng quả trứng không nở. Alan kiểm tra quả trứng mỗi ngày. Anh rất háo hức muốn xem bên trong có gì. Cuối cùng, một ngày nọ, anh nghe thấy tiếng nứt vỡ. Anh nhìn xuống và thấy quả trứng bắt đầu nở. Alan rất phấn khích. Anh theo dõi khi một con rồng nhỏ màu xanh lá cây chui ra khỏi trứng. Con rồng vẫn còn ướt và nhớt, nhưng nó cũng rất dễ thương. Alan vươn tay ra và vuốt ve đầu con rồng. Con rồng nhìn lên anh bằng đôi mắt trong veo. Xin chào, ta sẽ gọi ngươi là Ngọc Lục Bảo nhé, Alan nói. Ngọc Lục Bảo kêu lên vui vẻ. Alan mang Ngọc Lục Bảo đến gặp hoàng hậu. Hoàng hậu cũng vui mừng khi nhìn thấy con rồng con như Alan. Cô ra lệnh cho người hầu xây một chiếc chuồng đặc biệt cho Ngọc Lục Bảo. Ngọc Lục Bảo ăn rất khỏe và lớn lên rất nhanh. Theo đó, tình bạn của Alan và Ngọc Lục Bảo lớn lên dần. Tuy vậy, mãi mà chú rồng nhỏ không thể bay. Điều đó làm cho rồng nhỏ cảm thấy rất buồn. Để giúp bạn mình, Alan suốt ngày ở thư viện hoàng gia. Cậu đọc rất nhiều sách để tìm cách giúp rồng bay. Cuối cùng, trong những trang cuối của một quyển sách cổ, nói về một vùng đất có tên lãnh địa của rồng, nơi có thể cho cậu câu trả lời. Những vị trí của lãnh địa quá đỗi mơ hồ, nơi mà chỉ có rồng mới cảm nhận được và đi đến được. Tức là chỉ có thể đi theo trực giác của Lục Bảo. Alan rất muốn giúp Ngọc Lục Bảo vươn lên, nên cậu đã quyết định lên đường đến lãnh thổ của rồng mà không cần bất kỳ hướng dẫn nào, tin tưởng vào Ngọc Lục Bảo. Một người, một rồng, họ rong ruổi qua những vùng đất khác nhau, gặp cảnh bất bình ra tay tường trợ, trở thành anh hùng được mọi người ngưỡng mộ. Qua hành trình này, hoàng tử và rồng nhỏ càng yêu quý nhau hơn. Sau nhiều tháng vượt đèo lội suối, Alan và Ngọc Lục Bảo đã đến đích và gặp được rất nhiều con rồng đáng yêu. Hai người được dẫn đi gặp thủ lĩnh của lãnh thổ. Cô ấy rất xinh đẹp nhưng cũng rất uy nghiêm. Cô ấy cảm ơn Alan vì đã cứu và chăm sóc Ngọc Lục Bảo rất tốt. Thủ lĩnh hứa sẽ giúp Ngọc Lục Bảo học cách bay, nhưng Ngọc Lục Bảo sẽ phải ở lại lãnh thổ và không được quay trở lại lâu đài với Alan. Bởi vì rồng cần đồng loại của mình và cuộc sống bị giam cầm không phù hợp với một loài động vật tự do. Cả hai đều rất buồn, nhưng Alan biết Ngọc Lục Bảo thuộc về nơi này. Hai người nói lời tạm biệt nhau, Alan nói. Khi Ngọc Lục Bảo có thể bay, hãy quay lại lâu đài thăm ta nhé. Tạm biệt Ngọc Lục Bảo. Thủ lĩnh lãnh địa dùng pháp thuật đưa Alan trở về lâu đài nhanh chóng. Alan kể cho hoàng hậu về lãnh thổ rồng. Hoàng hậu rất thông cảm và biết rằng điều quan trọng là Ngọc Lục Bảo phải được tự do. Hoàng hậu cũng buồn khi nghe tin rồng con đã rời đi, nhưng cô cũng tự hào về Alan vì đã rất dũng cảm. Alan không bao giờ quên Ngọc Lục Bảo, và anh luôn dõi theo bầu trời, hy vọng sẽ nhìn thấy con rồng xanh lá cây bay lượn giữa không trung. Câu chuyện kết thúc với Alan chấp nhận rời xa Ngọc Lục Bảo, vì cậu biết rằng người bạn của mình đã hạnh phúc và tự do. Điều này thể hiện tình cảm sâu sắc của Alan dành cho Ngọc Lục Bảo, và sự chấp nhận của anh đối với thực tế rằng Ngọc Lục Bảo cần được sống trong thế giới của riêng mình. Cậu bé ơi, được đến trường để học tập giống như rồng con phải xa hoàng tử Alan để học bay vậy. Dù phải xa cha mẹ, nhưng điều đó rất quan trọng để trở thành một người tốt. Các bé hãy học hành chăm chỉ để không phụ lòng bố mẹ nhé. Chị chúc bé luôn chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các bé trong câu chuyện kỳ sau.